Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XKSL, đó chính là chiếc Gian XKSL1. Trước đây em đã làm rất nhiều review về chiếc xe này, nhưng mà hôm nay em về một chiếc xe cực mới mà giá lại rất là cũ. Vâng, và các em đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và em sẽ lướt qua ngoại hình của chiếc xe đây. Theo đánh giá chiếc xe còn trên 95%, hầu như không một vết xước nào trên khung xe cả. Đây các bác có thể thấy, quay gần cảnh. Xe có lớp sơn bóng rất là đẹp, màu xanh rất là khỏe xe. Những dòng xe cao cấp như này thường đi dây âm sườn thôi nhé. Đây là mã QR của hãng. Khung xe có size S, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Khung nhôm Alu XL. Alu XL là cao cấp hơn Alu X mà mọi khi em giới thiệu các bác nhé. Đây các bác có thể lên Google để search thêm. Có những vạch cam trên khung xe rất là đẹp. Gian XKSL1. Đây ghi đông cổ phốt của Gian chính hãng. Đây tay nắm, toàn bộ là của Gian chính hãng đây các bác nhé. Đây logo. Càng Gian. Cặp vành của Gian. May ơ bi vòng các bác. Bi vòng bạc đạn. Đây là thông số lốp của xe 700x28C. Đây là một chiếc xe touring đi đường phố, phù hợp các bác đi thể thao ở những đường phố. Cặp tay bấm Alivio Shimano. Bên này bên tay bấm bên lip 9 tầng. Bên đi có 3 tầng này. Shimano Alivio. Cọc yên và yên đều đồng bộ chính hãng của Gian hết. Yên thì còn rất là mới. Chiếc xe này hình thức trên 95%. Đây là vành sau. Có thể thấy hình thức cặp lốp này. Xe rất ít đi. Rất là mới đây. Vâng, là xe sử dụng bộ líp Shimano. Đùi đĩa Shimano. Cặp đùi đĩa 3 tầng này của Shimano. Giờ em sẽ giới thiệu qua về cấu hình. Xe sử dụng bộ líp 9 tầng và bộ đùi đĩa 3 tầng cho xe 27 tốc độ. Phủ đề Alivio. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chuyển động của xe. Vâng, em sẽ lên lip các bác xem. Xích và lip thì còn rất là mới, chuyển động khá tốt. Đây các bác có thể thấy rất là trơn tru. May ơ bạc đạn. Chúng lip. Chuyển động rất tốt. Rồi, sang bên đĩa. Xuống đĩa đây.
lên đĩa. Ok, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Hầu như chiếc xe này không một lỗi nào cả, những vết xước không có đâu. Ở đây xe sử dụng phanh dầu Shimano, phanh dầu thủy lực. Vâng, và chiếc xe Gian XSL1 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9,1 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Nếu các bác quan tâm chiếc xe này hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.